Diễn viên Nguyễn Huỳnh đã từ giã cuộc sống. Vào lúc 16 giờ chiều ngày 28 tháng 5, diễn viên điện ảnh Nguyễn Huỳnh đã ra đi sau cơn tai biến mạch máu não tại Bệnh viện Bà Rịa Vũng Tàu. Anh được xem là một trong những ngôi sao hàng đầu của thập niên 90, cùng với các ngôi sao Lý Hùng, Lê Tuấn Anh, Thiệu Ánh Dương, Diễm Hương, Y Phụng, tạo nên những cơn sốt của phim Việt thời bấy giờ. Nguyễn Huỳnh sinh năm 1967, quê quán tại chợ Xếp, Mỏ Cày, Bến Tre, là con ấp út trong một gia đình 10 anh em. Hiện mẹ của anh cùng 6 anh chị em đang định cư tại nước ngoài, nên việc lo tang gia diễn ra khá đơn giản. Anh đã từng tham gia hàng loạt phim như Tình Người Kiếp Rắn, Quần Trăng Bị Che Khuất, Bóng Đêm Cuộc Tình. Năm 2000, anh bị nghiện ma túy, được gia đình đưa lên trung tâm Bình Phước để chữa trị. Tại đây, anh trở thành đội trưởng đội văn nghệ, rất tích cực trong việc sáng tác và vận động anh em trong trại giam tham gia văn nghệ. Anh từng được đề bạt làm tổng đạo diễn chương trình lễ kỷ niệm ngày thành lập huyện Đắk Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Đến năm 2006, khi anh được ra trường cai nghiện, trở lại gia nhập cuộc sống đời thường, được sự động viên tích cực của một số anh em nghệ sĩ như Lê Tuấn Anh, Quyền Linh, Phước Sang, anh tiếp tục tham gia các bộ phim Chuyện Tình Yêu, Nhịp Đập Trái Tim, trong đó bộ phim Bông Hồng Trà anh để lại nhiều ấn tượng trong vai một sĩ quan phản diện của chế độ cũ do đạo diễn Trần Ngọc Phong thực hiện. Tối ngày 29 tháng 5 tại nhà tang lễ Nguyễn Tri Phương, 336 Trần Phú, quận 5, đến chia buồn cùng với gia đình anh có bà Dương Cẩm Thúy, Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, đạo diễn Xuân Cường, Trần Ngọc Phong và diễn viên MC Quyền Linh. Được biết, trưa 13:30 Chủ nhật ngày 31 tháng 5, linh cữu của anh được hỏa táng tại Bình Hưng Hòa, Tân Bình. Theo như lời của Quyền Linh cho biết, nội trong ngày nay tôi sẽ cùng với Hội Điện ảnh vận động anh em nghệ sĩ đến viếng thăm như một lời giã từ cuối cùng với một người bạn tài hoa bạc mệnh. Nguyễn Huỳnh trắng tay vì ma túy. Sau khi gây được nhiều ấn tượng với vai trường trong phim Giả Từ Dĩ Vãng, Nguyễn Huỳnh vướng vào nghiện ngập, từng cai nghiện 5 năm nhưng sau khi hồi gia, đóng phim anh lại tái nghiện năm 2006. Tháng 4 năm 2007, anh tiếp tục đi cai ở Bình Phước. Ở đây anh là đội trưởng đội văn nghệ, viết kịch bản và đạo diễn nhiều kịch ngắn về chủ đề ma túy. Từ năm 2001, khi là đội trưởng đội văn nghệ ở trường đào tạo và giải quyết việc làm số 1, anh từng viết và diễn những vở kịch nói về quyết tâm làm lại cuộc đời của những người sao nghiện. Anh dựa trên chất liệu nào để xây dựng nhân vật? Chính cuộc sống ở trường 1. Ở đó, tôi nhiều đêm suy nghĩ về cuộc đời, về tương lai. Tôi may mắn được sẻ chia với một người bạn nhỏ hơn tôi vài tuổi, tên Võ Minh Lưu. Hai anh em có hoàn cảnh gia đình giống nhau, từ bé đã thiếu thốn tình cảm yêu thương, lớn lên va vấp chuyện tình cảm đôi lứa. Buồn rồi đến với ma túy, hai anh em hứa với nhau sau khi ra trường sẽ bắt đầu cuộc sống đàng hoàng hơn. Lưu có đứa con trai 10 tuổi cần chăm sóc, tôi không có gia đình riêng nhưng có mẹ già sống xa quê. Tôi và Lưu cũng viết bài hát Giả Từ Trò Chơi Đắng Cay, hứa với lòng sẽ bỏ. Anh có thể hát phần ca từ yêu thích nhất trong bài đó. Ma túy đánh mất bao nhiêu tình yêu, ma túy cướp lấy bao nhiêu bạn ai. Xin hãy giữ vững đôi tay, cùng tôi tranh đấu. Biết ma túy ám ảnh đến thế đấy, hy vọng tình bạn động viên nhau để vượt qua. Vậy thì sao mà anh lại vướng vào ma túy? Lần phim Giả Từ Dĩ Vãng tham dự liên hoan phim ở Hà Nội, tôi được một số bạn bè rủ đi chơi. Do chủ quan, lúc ngà ngà say, bạn bè mời hít thử heroin. Sau đó về Sài Gòn, gặp chuyện không vui với người yêu, tôi lại tìm đến ma túy để giải khuây. Từ đó cuộc đời tôi tàn theo khói trắng. Khi hồi gia vào cuối năm 2005, anh và Lưu giữ liên lạc với nhau như thế nào? Thời gian mới về thì có, nhưng sau đó thưa dần. Rồi Lưu đi đâu sinh sống, mất liên lạc với nhau. Bây giờ tôi không biết Lưu sống ở đâu và làm gì. Thời gian đó, anh em văn nghệ sĩ như Quyền Linh, Lê Tuấn Anh, Trương Ngọc Ánh, Phương Thanh, Minh Thuận động viên an ủi tôi trở lại với nghề. Tôi tham gia diễn một số phim như Chuyện Tình Yêu, Miền Đất Phúc, và được đồng nghiệp khán giả đón nhận như một Nguyễn Huỳnh thời vàng son. Cuối năm 2006, anh có đưa cho sân khấu kịch 5B kịch bản Vá Lại Cuộc Đời, viết về số phận của mình. Gần đây 5B đã mời đạo diễn dựng vở này, nội dung chính của kịch bản này như thế nào? Tôi xây hai tuyến nhân vật, hai bức tranh bước ra từ trường cai nghiện. Cặp thứ nhất là một đôi yêu nhau nhiễm HIV xin ở lại trường. Cặp này như là một tấm gương đầy khát vọng sống, khát vọng yêu thương, chia sẻ với những số phận mà mình đã trải qua.
Cặp thứ hai là đôi tình nhân bước ra từ trường cai nghiện nhưng vật vã hơn. Họ trở về mái nhà xưa với bao nhiêu là cạm bẫy của ma túy trực chờ, sẵn sàng nuốt chửng họ. Hằng ngày họ đi qua những con đường quen thuộc, họ đấu tranh với chính họ và cuối cùng đã chiến thắng bản thân, thay đổi được số phận của mình. Nhân vật của anh đã chiến thắng bản thân, còn anh thì không. Điều gì xô đẩy anh quay lại với ma túy? Nói thật, chúng tôi rất dễ trở lại con đường cũ khi gặp chuyện buồn hay bị tổn thương vì cú sốc tâm lý nào đó. Chúng tôi luôn khát khao tình yêu thương, nhìn lại cuộc đời mình không ra gì. Vợ con bây giờ không có, những chuyện buồn không biết trút vào ai. Gặp lại bạn cũ rất dễ dính và tôi đã như thế, bất lực với chính mình. Trở lại trường cai nghiện lần thứ hai, anh nghĩ về bản thân và mẹ. Đợt đi này không biết bao giờ về, giờ nghĩ thương mẹ nhiều lắm. Bà đã gần 70 tuổi mà còn phải gửi tiền về cho đứa con không ra gì như tôi. Bà an ủi tôi rằng bà không buồn phiền nhưng chắc bà buồn và đau lắm. Tháng 8 vừa rồi hay tin tôi trở lại trường, bà tức tốc bay về Việt Nam thăm. Bà ôm tôi khóc ròng, bảo bà sẽ về định cư ở Việt Nam, chờ tôi về bà sẽ chăm sóc tôi. Hằng đêm nhớ tới lời mẹ an ủi động viên, càng thương mẹ và chỉ biết khóc. Mà lại tôi khóc sao không có nước mắt, nó chảy ngược vào trong hay là không còn nước mắt nữa. Anh đã tiêu tốn bao nhiêu tiền cho ma túy? Tôi có tiếng cùng thời với Diễm Hương, Lý Hùng, Việt Trinh. Tiền cát xê thời đó tôi có thể mua được nhà và xe hơi. Nhưng khi vướng vào ma túy, chỉ 5 năm sau tôi trắng tay mất tất cả. Anh đã bước qua tuổi 40, anh có điều gì tiếc nuối khi giờ này không gia đình và tuổi trẻ bị hoang phí? Bây giờ đã quá muộn rồi, tuổi trẻ của tôi đã vụt qua rất nhanh, tôi cứ dằn vặt mãi về chính mình. Bạn nghĩ tôi có bi quan quá không? Đôi lúc tôi nghĩ nên tự giải thoát mình, nhưng nghĩ đến mình quá ích kỷ. Những lúc ấy tôi nghĩ về mẹ và tôi cố gắng sống, viết kịch bản cho anh em học viên. Sắp tới tôi sẽ viết kịch bản Con Đường Sáng, nói về một người con gái bình thường yêu một anh cai nghiện ma túy và tình yêu của họ được đền đáp bằng một gia đình có tiếng cười của trẻ thơ. Với Nguyễn Quỳnh, ngay từ những ngày đầu vừa bước chân vào trường điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh, anh đã được bạn bè yêu quý bởi tính cách hiền lành, thậm chí có chút bẽn lẽn. Cùng với Lý Hùng, Lê Công Tấn Anh, Lê Tuấn anh trở thành hiện tượng điện ảnh trong thập niên 90. Khi đó Nguyễn Quỳnh gần như được phủ sóng toàn quốc gia qua các vai chính trong phim Giả Từ Dĩ Vãng, Bến Bờ Khát Vọng, Chuyến Tàu Hoàng Hôn, Sóng Gió Đời Người, Người Về Từ Nghìn Trùng, Cô Nữ Sinh Bướng Bỉnh. Có thể nói cuộc đời của Nguyễn Quỳnh như một vở kịch và anh đã diễn tròn vai trên sân khấu đời của mình. Ngay khi sự nghiệp đang chín mùi nhất, anh lại để mình rơi xuống vực thẳm. Thế rồi những bộ phim anh đóng cũng chỉ đủ chi phí trang trải cho việc hút chích. Những tài sản vốn có suốt một chặng đường làm phim dần cũng bị quy đổi thành chất trắng. Những cơn nghiện lại dày đặc hơn, các bộ phim anh đóng thưa dần. Nguyễn Quỳnh đã tự rời xa khán giả, rời xa nghệ thuật như thế, nghiệt ngã như chính những bi kịch anh từng thể hiện trên phim ảnh. Có những lúc tròn tỉnh sau một cơn phê thuốc, anh đã khóc như một đứa trẻ. Có lẽ đó là những lần hiếm hoi anh nhớ lại giấc mơ thuở đầu lập nghiệp. Khi đó Nguyễn Quỳnh đã ước mơ làm một vài bộ phim về. Lần đầu gặp cậu ấy, tôi thấy Nguyễn Quỳnh đầy chuyển vọng. Cậu ấy lịch lãm, hào hoa, tài tử. Đến bây giờ tôi vẫn không thể giải thích được vì sao, bằng cách nào cuộc đời lại xô đẩy cậu ấy vào con đường nghiện ngập bất hạnh như thế. Đâu đó sâu thẳm trong tâm hồn đa sầu đa cảm của người nghệ sĩ vẫn ánh lên nỗi khát khao được trở về. Từng cai nghiện 5 năm cho đến khi được ra trường cai nghiện, được sự động viên tích cực của một số anh em nghệ sĩ, anh tiếp tục tham gia các bộ phim Chuyện Tình Yêu, Nhịp Đập Trái Tim, trong đó với bộ phim Bông Hồng Trà, anh để lại nhiều ấn tượng trong một vai sĩ quan phản diện của chế độ cũ do đạo diễn Trần Ngọc Phong thực hiện. Ngoài ra, anh còn viết kịch bản vở Mảnh Vá Cuộc Đời do anh đóng vai chính. Tuy nhiên khi vở diễn chưa được thực hiện thì anh tái nghiện, phải trở lại trung tâm. Hai lần vào trại cai nghiện trong một khoảng thời gian dài đã tiêu tốn gần như cạn kiệt tuổi trẻ của Nguyễn Quỳnh, diễn viên một thời đình đám của phim trường. Tháng 5 năm 2009, khi tất cả những kịch bản cay đắng về cuộc đời còn dang dở, Nguyễn Quỳnh đã ra đi do bệnh tật tại Bệnh viện Vũng Tàu, bỏ lại nỗi tiếc thương cho người thân, bạn bè và người hâm mộ. Anh đi khi biết bao dự định còn dang dở. Nguyễn Quỳnh đã kết thúc cuộc đời ở tuổi 42, khép lại trong niềm tiếc nhớ của người ở lại. Dẫu sao, anh cũng đã diễn trọn vai diễn trong tấn sân khấu đời của mình.
và những vai diễn của anh thì mãi còn trong lòng của người hâm mộ.